Rồi, hello chào anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề mà hơi sâu một chút về cái việc mà tại sao mình lên FI cho Exciter 135 mà mình không thể nào làm báo lỗi như kiểu mà chớp đèn như thằng Honda hoặc là thằng Siêu FI hay là thằng FZ ha. Mình không thể nào làm chớp đèn kiểu đó được. Thì hôm nay mình sẽ giải thích nói sâu một xíu về cái nguyên lý hoạt động của Exciter 150 từ ECU và đồng hồ. Hai cái thằng này nó có liên quan đến gì với nhau? Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đây là mình có cái đồng hồ FZ để cho 50 thôi. Mình chỉ làm tượng trưng cho anh em hiểu thôi. Thì tại sao thằng ECU, Exciter 150 nó chỉ có một dây duy nhất, một dây tín hiệu duy nhất chạy lên đồng hồ 150, mà tại sao đồng hồ nó có thể biết tất cả mọi thứ như là tua máy này, tín hiệu lỗi của TBS này, bộ ba cảm biến TBS này ha, bơm xăng này, cảm biến góc nghiêng này và tất cả những thứ khác nữa, chứ không riêng gì vài thứ đó. Và anh em thử nghĩ coi, nếu mà chỉ cần một giây thì cũng chỉ đủ cho một thứ thôi, một thứ hoặc là một tua máy thôi, thì làm sao mà một giây mà có thể đủ, nó làm sao mà nó biết được tất cả mọi thứ ở dưới luôn, cái đồng hồ nó hiểu tất cả mọi thứ ở dưới luôn đó, nhờ thằng ECU nó báo lên. Thì cái công nghệ này á là ở trên ô tô người ta đã xài rất là lâu rồi, nó được gọi là mạng giao tiếp nha anh em. Thì cái mạng giao tiếp này bây giờ mình chỉ nói sơ cho anh em hiểu thôi, chứ không thể nào mình ngồi giải thích cái vấn đề mà mạng giao tiếp, nói chuyên sâu về mạng giao tiếp được, tại vì nó có rất là nhiều thứ. Thì trong cái mạng giao tiếp á, nó có hai mạng, đó là mạng LIN và mạng CAN. Đây, LIN, CAN. Thì trong cái mạng LIN và mạng CAN này á, LIN nó chia ra ba thứ, chia ra ba loại mạng, nói chung là tốc độ thấp, vừa và cao. Thì cái thằng 150 này này nó đang xài là mạng tốc độ thấp, là mạng nó gọi là Kalai. Đó, Kalai nha anh em. Còn những cái này á thì mình biết, còn một cái nữa là mạng cao cấp nhất của thằng Ken á là MOS. Là cái này nó xài mạng cáp quang. Thì đây là một loại mạng mà cực kỳ nhanh, cực kỳ cao, với tốc độ là 25 megabit trên một giây. Đó, thì trong cái mạng Kalai này nè anh em, là nó có hai loại, một loại là 4.8 và một loại 9.6 kilobit trên giây. Còn cái thằng MOS này là cái thằng mạng cao cấp nhất, nó tới là 25 megabit trên giây. Thì anh em phải biết là quy đổi ra. Đây 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 mình nè. Kilobit, kilobit bit trên giây. Thằng này là megabit trên giây. Đó. Thì một thằng là mega và một thằng là kilo. Thì một mega là bằng 1024. Cái này là trong tin học nha anh em. Trong tin học thì mình có hóa học, cái này là kiến thức cơ bản thôi. Bằng 1 mega thì bằng 1024 kilobit. Đó anh em thấy không? Là với cái tốc độ của thằng này ấy, chưa kể thằng này là 25 nha, 25. Thằng này có 9, phải dưới 10 đi, dưới 10. Đó, thì anh em thấy cái tốc độ của thằng này nó cao gấp mấy lần thằng này không? Đó, thì mình đưa ra những cái này để mình giới thiệu sơ lược về cái mạng giao tiếp thôi cho anh em thôi. Tại vì tại sao người ta phải dùng cái loại mạng này? Cái thứ nhất, nếu mà ví dụ như ở dưới động cơ nó có rất là nhiều cảm biến, và mỗi cảm biến mình chỉ có, nếu mà ví dụ như mình cho một dây chạy lên đồng hồ để báo đi, thì anh em thấy không, nó rất là nhiều dây, nó rườm rà, nó phức tạp, mà nó khi mà sau này mà xử lý mà vấn đề mà sửa chữa nó cực kỳ phức tạp luôn. Nên buộc á người ta phải dùng mạng giao tiếp này. Mạng LIN á thì là một dây nha. Còn mạng CAN á thì là 2 dây. Rồi, đó, anh em hiểu sơ lược về cái này chưa? Là người ta phải dùng mạng giao tiếp để người ta cho cái thằng ECU này, để mình lấy con ECU cho anh em. Đó, người ta dùng cái thằng ECU này, người ta lập trình trong nó một cái hệ thống đẩy thông tin mạng giao tiếp. Đó, hai thằng đều có thông tin mạng giao tiếp mặc định với nhau là hiểu cùng chung một ngôn ngữ. Thì khi mà truyền một dây, xài một dây lên á, là hai thằng cứ gửi tín hiệu lên, là gửi thằng này gửi cái này lên là thằng kia hiểu, thằng này gửi lên thằng kia hiểu. Đó, thì mình nói nôm na kiểu dân dã cho anh em dễ hiểu này, dễ hiểu như vậy, đơn giản này. Người ta làm mạng giao tiếp để tiết kiệm dây, chỉ cần một dây thôi là nó hiểu. Đó, vậy ha. Nhưng mà như vậy này, thằng ECU này nó hiểu được tất
cả các quá trình ở dưới FE luôn. Nó hiểu tất cả những cái quá trình mà ở dưới FE và động cơ đang hoạt động như thế nào. Nó là thằng hiểu rõ nhất, chứ không phải là thằng chạy xe. Anh em hiểu không? Nó thằng ECU này là cái thằng nó hiểu rất nhiều ở dưới động cơ. Nhưng mà để nó hiểu ấy thì là một chuyện. Nhưng mà một chuyện ấy để nó làm cho người thằng xe, thằng chạy xe ấy, thằng chủ xe ấy biết được là động cơ nó đang như vậy. Ví dụ như ở dưới động cơ nó bị lỗi đi, hoặc là nó bị đứt cái dây TBS đi, thì nó là thằng hiểu đầu tiên, đúng không? Thằng ECU này nó hiểu đầu tiên. Nhưng mà làm sao thằng ECU này nó muốn cho cái thằng chủ xe nó hiểu, ê, ở dưới động cơ của tao đang bị đứt dây TBS rồi, mày xuống mày sửa đi. Đó, thì làm sao mà thằng này nó giao tiếp được với thằng chủ xe để hiểu? Thì nó phải nhờ cái thằng đồng hồ này nè anh em. Nó phải nhờ cái thằng đồng hồ này, nó gửi lên cái thằng hồ, ê, mày đồng hồ mày hiển thị, mày báo cái TBS chúng tao cái ở dưới động cơ nó đang bị đứt dây rồi, mày báo chúng tao cái. Đó là hai thằng này nó chung một ngôn ngữ, thằng này nó truyền thông tin lên cho thằng này, này hiểu, thằng này hiểu đúng không? À ok, rồi bị đứt dây TBS đúng không? Để tao báo cái số ví dụ như 1522 đi. Ok, để tao báo 1522 là nó hiểu à. Rồi nó chớp 1522, nó không cho động cơ chạy. Xong rồi thằng đồng hồ này. Đồng hồ này này, nó báo lên, nó hiển thị. Thì cái người chạy xe, cái người chủ xe nó hiểu, ở dưới động cơ đang bị đứt vậy đó. Thì nói chung là cái vấn đề mà báo lỗi này này nhờ cái người kỹ thuật người ta sửa. Đó, thì nó lại quay lại một quá trình là sửa xe. Thì nó sửa xong rồi bắt đầu thằng ECU này này nó lại báo là ê, thằng chủ xe nó đem đi sửa xe rồi, nó làm mọi thứ động cơ ok rồi, mày xóa lỗi giùm tao ấy, mày tắt lỗi giùm tao. Đó, lại gửi tín hiệu lên cho đồng hồ, à vậy hả, nó sửa xong rồi hả, rồi tắt đồng hồ lại. Nói chung là nó cho mọi thứ chạy bình thường hết đó, mà chứ quay lại như từ đầu hết đó. Anh em hiểu không? Đó là cái vấn đề của cái mạng giao tiếp, nó nói với nhau giống như là hai người á, hai người ở rất là xa. Như ngày xưa mình có cái trò hai người cầm cái ống lon á này, hai người cầm cái ống lon nói chuyện với nhau đó, nói chuyện với nhau. Thằng này đó, nó có một cái cọng dây đó, người này ở phía bên đầu bên này đó, thằng này ở phía bên đầu bên này đó, thằng này ở phía bên đầu bên kia, mà chỉ có một cọng dây là nói với nhau. Anh em ngày xưa có chơi cái trò này không? Đó, mình hay chơi cái trò này ha, mình nối một cọng dây gân, nó có cái đường ống ở giữa đó, ban đầu mình nối xa ra, đâu mà nói chuyện là nghe được hết nha, nhưng mà nó nhỏ đó. Thì ngày xưa mình chơi đó thì cái mạng giao tiếp nó y chang như vậy luôn đó. Thì anh em hiểu được cái vấn đề mà mình nói chưa? Thì làm sao mà ở trên, thì làm sao mà khi mà mình đi cái đồng hồ xăng cơ của 135 bốn số á, nó là đồng hồ xăng cơ, làm sao nó hiểu được ngôn ngữ của thằng này được mà để nó báo lỗi được? Làm sao mà mình xài dạng chớp đèn được? Nó là dạng dễ tín hiệu mà. Thì bây giờ mình sẽ giải thích sâu thêm một xíu nữa là anh em sẽ hiểu cái hình thức mà cái mạng lin và cái mạng ken này nó giao tiếp, nó cái hình thức mà nó hoạt động như thế nào trong không chỉ có một giây là như thế nào. Thì bây giờ mình xóa cái này đi để mình giải thích sâu thêm một xíu nữa, anh em hiểu được cái vấn đề mà sơ đúng không, hiểu sơ vào phần ngoài đúng không. Đây, để mình lau cái này đi ha, rồi mình sẽ nói. Thì trong cái này thì anh em có thể lên YouTube, anh em lên Google, anh em coi ha. Thì cái này rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó phức tạp hết. Mình cứ lên coi, mình tìm hiểu, bây giờ thông tin thì nó đại trà rồi, nó không phải như hồi đó nữa. Đó, đó, trong cái mạng lin nó có tới 3 mạng, mạng ken thì nó có cũng có tới 3-4 mạng gì đó. Đó, mình biết là mạng ken nó sẽ cao cấp hơn mạng lin vậy thôi ha. Mạng lin này thằng S150 này nó đang xà là cái mạng Kalai ha. Đó, mạng tốc độ thấp nhất. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cái cọng dây làm sao mà nó truyền tín hiệu để nó hiểu trong một cọng. Rồi, thì mình nói tiếp về cái hình thức mà nó gửi tín hiệu lên đồng hồ như thế nào nha. Thằng ECU gửi tín hiệu lên đồng hồ như thế nào nha. Thì anh em biết là Yamaha nó có hai dạng báo lỗi. Mấy thằng khác mình không biết nha, mình đang nói về Yamaha thôi. Thì mấy thằng khác có thể là rất là tương đồng, giống như Yamaha, vì công nghệ là công nghệ chung mà. Đó, thì nó có hai dạng báo lỗi. Một dạng á là anh em thấy là chớp đèn đúng không, còn một dạng thứ hai á là nó dạng báo số giống như là ER-1 hoặc là ER-15 22 hoặc là 40 41 gì đó. Đó là dạng báo số. Còn một dạng là nháy đèn, ví dụ như nháy 5 lần, 7 lần hay là 8 lần, 10 lần gì đó. Thì 8 lần là lỗi gì, 10 lần là lỗi gì. Đó là hai hình thức khác nhau.
thì cái hình thức mình nói về cái hình thức báo lỗi số này trước đi ha. Đó, thì cái hình thức mà báo lỗi như vậy này, quên tự nhiên mình đi xóa đi hết. Thì cái hình thức mà báo dạng số như vậy này thì nó gửi tín hiệu bằng xung. Anh em hiểu không? Như đợt trước mình nói với anh em á, là cái con CKB nó tạo ra xung, nó có từ, nó là dạng cảm biến hôn thì nó tạo ra xung. Thì cái xung đó nó gửi lên thằng ECU, thì cái thằng gửi tín hiệu này này cũng là gửi dạng xung, nhưng mà cái xung này á là được lập trình trong ECU sẵn rồi nó gửi lên thằng đồng hồ, chứ không phải là nó được tạo ra từ cảm biến hồ. Anh em hiểu không? Cũng là xung, nhưng mà cái xung dùng nó dạng hình thức nó khác nhau. Đó, thì cái xung là như thế nào, xung là gì thì anh em lên Google anh em tìm hiểu sâu hơn ha. Cái này mình nói rất là mất thời gian. Thì xung là nó dạng điện áp cao thấp, dạng điện áp cao thấp. Và một xung thì gồm, xung thì gồm cái gì? Một, cái thứ nhất là tần số, cái thứ hai là chu kỳ. Rồi, vậy thì tần số là gì? Đây, tần số là số lần lặp lại trên một đơn vị thời gian. Có nghĩa là số lần lặp lại cái xung này này trên một đơn vị thời gian. Ví dụ như một giây thì cái xung này nó lặp lại bao nhiêu lần. Vậy đó, nó gọi là tần số. Còn cái chu kỳ là gì? Chu kỳ là hành trình bắt đầu và kết thúc của một xung, thì người ta gọi là chu kỳ. Đó, ha. Thì ví dụ như cái lỗi R1 nó chạy theo cái xung như vậy, nó lặp lại bao nhiêu lần trên một giây thì nó được gọi là tần số. Còn chu kỳ là gì? Chu kỳ là một chu kỳ là một hành trình kết thúc, bắt đầu và đến kết thúc của một cái xung, lại bắt đầu một cái xung mới. Ví dụ anh em nói ví dụ này, ví dụ như đồng hồ hiện tại là xe nó đang bị lỗi, nhưng mà không phải là nó đang bị lỗi R1, nó sẽ không phải là chỉ lỗi R1 không, nó còn lỗi rất là nhiều thứ, như là ví dụ mình TPS hay là bơm xăng thì nó lỗi 3-4 thứ trên một lần. 15, 22 TPS đi, ba cái lỗi này đi trên một lần, trên một cái xe đang lỗi đó thì chắc chắn là sẽ không nổ máy được ha. Thì nó sẽ báo lỗi ba cái lỗ này, thì nó chạy ba xung như vậy. Xung đầu tiên là xung R1, xong nó xung thứ hai là bắt đầu đến xung 15, rồi bắt đầu xung thứ ba là bắt đầu của xung 22. Anh em hiểu không? Thì cái xung và mỗi cái xung của những cái lỗi như vậy nó sẽ phải khác nhau nha. Nó giống nhau thì làm sao mà nó hiểu được, nó phải khác nhau. Ví dụ như cái xung R1 là cao thấp 3 lần điện áp, thì điện áp là 5V ha, 5V mà 0V. Đó, thì khi mà mình phải có, để mình muốn đo cho cái thấy được cái xung nha, mình phải có cái máy chuyên dụng mà đo xung. Mình đưa cái đồng hồ đo volt vô, nó chỉ có điện áp thôi chứ không có cái xung gì đâu nha anh em. Thì cái xung của R1 là 3 lần cao và 2 lần thấp đi, thì còn 15 thì có cái lỗi của 15 là 4-5 lần cao và 3 lần thấp, kiểu vậy đó ha. Thì nó mặc định như vậy, mình không hiểu người ta mặc định cho nó như thế nào, thì mình hiểu được nguyên lý chung đó. Thì anh em hiểu được cái vấn đề mà mình nói về cái này chưa? Làm sao mà cái đồng hồ xăng cơ mình câu như thế nào, có một giây thôi, mình câu vào đâu, mình báo lỗi đèn làm sao? Làm sao mà báo mình chuyển cái này qua dạng đèn được? Nếu mà muốn chuyển cái này, chuyển cái mình đang đi ECU, ví dụ như full FE của S150 đúng không? Đi ECU của S150 đúng không? Thì nó có một dây gửi tín hiệu xung lên. Mình, cái thứ nhất là mình không biết được cái xung nó định dạng cái ngôn ngữ cho cái xung đó là lỗi gì. Cái đó là một điểm yếu thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình làm gì có thiết bị nhận biết xung để chuyển nó qua, chuyển cái tín hiệu này. Anh em muốn làm cho đèn báo chớp cho Exciter 150 mà muốn đi đồng hồ xăng cơ đúng không? Thì anh em phải có một cái thiết bị nhận biết được cái xung này. Ví dụ như cái lỗi R1 nhận biết được cái xung này, lỗi R1, xung của R1 là như thế nào, dùng cái thiết bị đó nhận biết, và bắt đầu chuyển từ cái thiết bị đó chuyển nó qua đèn báo lỗi chớp. Mình định dạng cho nó là R1 là chớp một cái, R2 là chớp hai cái đó. Vậy đó, anh phải có dụng cụ thiết bị chuyên dụng như vậy thì mình mới xài đồng hồ xăng cơ được. Thì bây giờ thì làm gì có, mình ví dụ sau này có thể rảnh thì mình sẽ nghiên cứu cái vấn đề này nó sâu hơn một chút ha. Còn bây giờ là chắc chắn là không được. Còn những cái thằng mà dạng mà báo lỗi đèn chớp trên đồng hồ, cái thứ nhất là đồng hồ FZ này, đồng hồ FZ nó có cái chớp á, báo lỗi chớp này, định chắc là anh em đó, chứ nó phải không, nó không có báo lỗi theo dạng R nha, R số nha. Nên là mình nếu á mà mình ví dụ như mình muốn giữ đồng hồ xăng cơ á, đồng hồ xăng cơ 135 á, mà mình đi full FE của 150 á, thì
mình đi nên đi ECU của thằng này thì mình mới làm được như vậy. Nhưng mà cái thằng này á, cái thằng FZ150 với cái thằng Exciter 150 á, nó khác ở một chỗ là có cái van EC nữa. Nên là cái này hàng này từ từ thì mình sẽ làm cho anh em coi, mình nghiên cứu cho anh em coi sau. Nói chung thì chắc có thể là nó giống nhau mà, cái thiết kế nó giống nhau nên là mình chỉ mua cái van EC hoặc là mua cái họng xăng full của FZ á, mình về mình gắn vô thôi. Rồi mình gắn cái con ECU vô. Nhưng mà ở trên thị trường á, mà ECU mà người ta độ cho FZ là rất là thấp, nên cái ECU cũ và ECU zin hãng mà trôi nổi trên thị trường là không có, hầu như là ít, nên là buộc là mình phải mua ECU trong hãng. Còn một thằng nữa là Sirius FI. Thằng Sirius FI nó cũng báo cái lỗi mà theo đèn chớp nha. Đó, nên là cái thằng ECU FI báo mà dạng đèn chớp và cái dạng xung này á là hoàn toàn khác nhau, nó được lập trình ngôn ngữ bên trong khác nhau. Nên là mình muốn đi đèn chớp thì mình phải đi liên quan tới con ECU nữa. Nên bởi vậy nó rất là rườm rà, rất là phức tạp, nên mình phải hiểu thì mình mới làm được ha. Đó, thằng như thằng Sirius FI này là báo đèn chớp, thì trong cái thằng con ECU của nó được lập trình sẵn, được lập trình là như vậy. Ví dụ như bị TBS, bị lỗi TBS thì TBS là trong đấy có một cái mặt để nó nhận biết là ví dụ như là TBS đúng không, lỗi TBS thì cần phải chớp bao nhiêu đèn, bao nhiêu lần. Đó, ví dụ như chớp 5 lần thì nó gửi nó cho nhấp mét, nó cho nhấp mét 5 lần thì là TBS, hoặc 7 lần là một cái khác. Đó, cái lỗi thành đó là hình thức người ta mặc định cho nó, người ta cài đặt cho nó một ngôn ngữ riêng, miễn là người ta có công cụ và những cái thiết bị để đưa những cái ý tưởng đó vô những cái này ha, đưa những ý tưởng nó vô cái thiết bị này. Đó, thì mình cũng đã giải thích cho anh em hiểu sâu về cái vấn đề này thôi. Nói chung là sâu quá thì cũng không cần thiết đâu, chẳng có gì mà cần phải sâu quá, nó cũng đơn giản à, nó không có gì phức tạp hết á. Quan trọng là mình phải hiểu nó thì mình mới làm được. Nên bởi vậy mình, tại sao mình gắn cái đồng hồ nào với ít trên cái con 135 của mình, tại vì cái thằng ECU của thằng 150 và thằng ECU của cái gì, của con nào với ít á, nó được lập trình ngôn ngữ là dạng xung gửi lên đồng hồ thì nó giống nhau. Nó giống nhau thì mình lấy cái xung, lấy cái đồng hồ của nó mình gắn qua gắn lại được. Nhưng mà nó sẽ có những cái tính năng khác như là ABS hay là Arintop, thì tất nhiên là mấy cái đó là mình phải hiểu trước khi mà mình gắn. Thì nó là một dạng xung, một ngôn ngữ như nhau hết. Người ta cũng vẫn có thể thay đổi được nha. Nếu mà thay đổi á, thì người ta buộc phải thay đổi cái lập trình trong nhà máy, lập trình cái dạng xung trong nhà máy. Đó, nên mình nói chung là làm như vậy là rất là tốn kém chi phí, nên người ta xài cho cái một xung cho tất cả những cái đồng hồ và những cái thằng nào mà cần báo lỗi dạng số như vậy, R số như vậy ha. Đó, thì mình đã giải thích với anh em về sơ lược về cái vấn đề mà báo lỗi này rồi, rất là đơn giản và dễ hiểu, một giây ha. Nếu mà mình dùng đo vô ấy, mình đo cái thằng này nó chỉ có 5V là 4V mấy à, chứ nó không có ra dạng xung được đâu. Muốn xung á, tại vì cái tín hiệu nó gửi đi bình thường và cái tốc độ là 9.6 kilobit thì nó cũng đã rất là nhanh rồi, mắt thường khó thể nào mà nhìn thấy được cái hình xung như thế nào, ghi nhớ được cái hình xung như thế nào, nên là rất là phức tạp. Nói chung là cái này trên ô tô người ta đã xài từ rất lâu rồi, sau này xe máy người ta công nghệ hơi cao một chút á, người ta áp dụng cái này thôi, cũng không có gì phức tạp, rồi sau này mình sửa chữa nó cũng dễ đó ha. Rồi thì clip của mình với đây cũng khá là dài rồi, mình cũng nói rất là nhiều rồi, thì mình cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Hẹn em sau, anh em cảm thấy hay thì anh em cho mình một like và subscribe, những cái vấn đề mà thắc mắc thì mình cứ comment ở bên dưới ha, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em, mình biết cái đâu mình sẽ chia sẻ hết khả năng của mình cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em xem clip của mình, hẹn em sau nha.